Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại kỹ thuật máy tính. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mở review Shopee. Hôm nay mà đơn hàng hôm nay của mình vừa mới nhận được là chiếc Bitmax B 21GB ROM 16GB 4G của Sun, và số giá tiền đây các bạn nhé. Và mua lại thì các bạn bạn đợi giữ thì mình sẽ bán lại cho các bạn. Mình xin phép mình che tên và mã đơn hàng của mình. Bây giờ mình sẽ mở hộp. Ok. Và đây là sản phẩm của mình. Đây. Sản phẩm. Cho bạn xem qua trước nhé. Rồi, cái dòng smartphone giá rẻ của Bitmax. Đây. Rồi, mình cho bạn xem cái thông số kỹ thuật nhé. Đó, màu sắc là màu xanh. Email các kiểu đủ hết nhé. Phiên bản RAM 1GB và ROM 16GB. Con này các bạn dùng chạy thì ấy thì sản xuất năm 2019. Thông số kỹ thuật màn là IPS LCD 5.15 HD cộng, chạy chip về MediaTek 6739, cam trước 5 MP và cam sau là 8 MP. Ở trong này gồm có thân máy, sạc, cáp USB sẽ sử dụng thẻ bảo hành. Rồi, cái tem với tem niêm phong của Bitmax. Mình sẽ mở. Hai bên niêm phong ngoài, bên này nữa nhé, bên này nữa. Mình không để ý. Rồi. Rồi, và đây là sản phẩm chúng ta. Một thân điện thoại này, một sách hướng dẫn sử dụng, và cái này mình bỏ. Một pin, một đọc sạc này, một dây sạc, sản phẩm gì không? Nhỏ hết rồi bạn. Dòng sản phẩm giá rẻ mà ra một kỳ chạy ổn định. Con này là pin nó thông số đấy, 2500 mAh. Rồi, bây giờ các bạn phải dỡ cái miếng này nhé, trước khi sử dụng bạn dỡ cái miếng này ra. Giữa cam lên miếng này ra. Rồi, máy bóng rất là đẹp này.
giữa cả mứa cả đẹp. Giờ các bạn phải tháo lắp pin rồi. Đây, có một cái lẫy để tháo đây. Để ý nhé, để cái lẫy ở bên mặt dưới nhé. Bên trong sẽ có thông số một lần nữa đây. Các thông số chip rồi email rồi pin rồi cái mô. Bây giờ mình sẽ mở lên nhé. Tắt pin rồi mở lên, mình không biết là còn pin không. Đây chạy hai sim này, một thẻ nhớ ạ. VOS chạy hệ điều hành Android. VOS rồi, ở đây các bạn sẽ chọn ngôn ngữ cho mình. Rồi các bạn chấp nhận nhất. Rồi kiểm soát đi. Mình chọn tiếng Việt cho mình. Đây. Ok. Giờ ta sẽ bắt đầu. Cái đối mạng sim bỏ qua. Lúc này có nó hỏi có cái đường wifi không thì các bạn bỏ qua cho mình. Mình cập nhật tiếp tục. Các bạn cài ngày giờ nhé, bước này mình sẽ bỏ qua kệ nó, cài xong nhập tên các bạn nào, bảo vệ các bạn để xong vẫn bỏ qua. Rồi bước này khác, bấm vào chấp nhận. Rồi, ok, và giao diện bên trong đây các bạn. Đây. Cái này xem mình xem chạy hệ điều hành tôi khá là mượt nhé các bạn nhé. Hệ thống. À đây, hệ thống giới thiệu điện thoại về 8.1.0 nhé, Android. Nói chung về cấu hình và giá tiền này thì quá là ok rồi bạn. Ok hơn con lần trước mình review. Con lần trước mình chỉ có RAM 512 thôi. Let's go. Rồi có dụng cụ Google đây. Cam, chat, play các kiểu đủ hết đây nhé. Tải thêm và set play một tải. Ok, video mình trải nghiệm mở hộp máy của điện thoại giá rẻ Vinmax đi. Các bạn không biết được sao. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ở video sau mình sẽ trải nghiệm con máy này, test hết cái chức năng của con máy nhé. Chúc bạn thành công. Like, chia sẻ video, đăng ký kênh ủng hộ. Chào bạn.